Đây này, ướt hết cổ áo rồi, cho cái gì mà ướt thế này. Nào nào, đưa tay lên mẹ lau cho nào. Em mẹ lau tay nhá. Mẹ lau tay cho em nhá. Em cho cái gì mà chân tay bẩn thế này hả? Chân tay bẩn này mà còn bỏ lên miệng mà mút à? Hả? Đây này, thấy không? Lấy tay bẩn không? Lau sạch sẽ rồi đi ngủ cho mát nhá. Nào. Lau đi, con cầm con lau miệng đi. Con cầm con lau miệng đi. Lau cái miệng này nè, lau cho cái miệng nó xinh xinh nè. Nhá. Nào đây mẹ xem nào, lấy tay ra. Nhá, uống nước phải cẩn thận nghe chưa. Uống nước mà làm ướt hết áo này hả? Đi ngủ nhá. Mẹ cho em đi ngủ nhá. Ôi dồi ôi, em buồn ngủ rồi. Thì đi dậy rồi hả? À, xem nào. Thấy không? Cho mẹ massage cho nha. Làm tay làm chân đi em tí cho khỏe nha. Nào, chạy lại xem nào. Ở đây. Ngon không? Ngon không? Thì mẹ đi lấy kỹ lược chạy đầu nha. Vào đây nhá. Mẹ vẫn đang còn muốn ngủ à? Hả? Vẫn đang còn ngáy ngủ à? Để mẹ đặt chân ra nào. Mà nhau. Vào tay đây. À, đi, dậy đi. Dậy chưa? Dậy chưa? Ừ. Đấy. Đi chạy đầu nhá. Đầu nhá. Ừ. Ngồi đây mẹ đi lấy được nhá. Chạy
Chưa muốn dậy à? Thế đi. Em ơi. Em. Sao đấy? Chưa muốn dậy hả? Con chưa muốn dậy à? Ừ. Em ơi. Em. Em bên tay mẹ xem nào. À, đi đây. Tập thể dục, tập thể dục, tập thể dục. Nào, khỏe chưa? Tỉnh chưa? Dậy nhá. Em. Sao thế? Lại đổi tay mút rồi à? Đổi ngón khác rồi à? Hả? Đây mày xem nào. Xấu lắm. Mút tay xấu lắm. Nào ngồi dậy nào. Dậy nhá. Thế này bạn chưa muốn dậy à? Ừ. Tính nhá. Tính nhá. Tính nhá. Ừ. Nào. Đây. Nào. Dậy nhá. Con đói bụng không? Dậy uống sữa nhá. Nhá. Ý, thôi dậy thôi nhá. Dậy nhá. Sao mà nằm mãi không muốn dậy thế nhở? Hay là mệt? Ừ?